chiếc dù rất đẹp. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tới Phú Quốc gặp một người bạn này rất là dễ thương. Chào em. Hôm nay thì mình tới đây gọi là gì em nhỉ? Đây là Gạch Gẹm. Rạch Gẹm. Cái khu vực này như anh thấy là nó vẫn còn rất là hoang sơ đúng không em nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Mà như là khách bên nước ngoài đấy họ cũng rất là thích tới cái khu vực này. Nước ngoài người ta tới là người ta ở đây đầy hết trơn cái bậc biển luôn. Thì cảm ơn em vì cũng nhờ em, nói chung là thổ dân đây mới biết, chứ bọn anh đi thì thường cứ tới mấy cái khu nghỉ dưỡng mà nó nói chung là nó người ta làm nó nhân tạo bàn tay con người nhiều. Nhưng mà tới đây nếu mà ai muốn thích cái cảnh mà dạng này gọi là giống như đồng gì mộc mạc mà chân chất đúng của dân miền biển ấy là cái này đúng không em? Đúng rồi. Chỉ mình đi ra ngoài này đó là cái khu vực bãi Vẹm thì có rất là nhiều du khách cả trong và ngoài nước họ tới đây để họ tìm hiểu cái thông tin về cái bãi biển này. Ở đây có rất nhiều các cái con sao biển nhá. Những cái con sao biển là mình có thể bắt, mình thấy, mình lấy được luôn. Nhưng mà do là cái con sao biển ấy, nếu mình mang về thì nó sẽ bị chết nên là Tuấn Dương không có lấy. Đấy, và trong này thì nước từ trên núi xuống thì nó lại nước ngọt nhá. Mọi người có thể không tin, mình ban đầu mình không tin, nhưng mà nước ở đây là nước ngọt ở bên trong này. Nước bên trong này nước ngọt. Có nhiều cái bạn Tây ấy, bạn ra ngoài này bạn nằm một hồi luôn, ra mấy cái võng ở ngoài biển cái nằm này. Đó. Và cái cát này các bạn, cát trắng này sức vào da, xoa lên ấy, trời nó mềm, nó mịn mượt quá luôn đấy. Sang bên kia là Campuchia rồi. Ở đây mình thì đang ở đây là vừa mới bơi xong với anh em mới bơi xong. Đừng có ngồi mũi tàu quá. Thôi tôi hỏi nữa. Sóng giờ to hơn hồi nãy rồi này. Chào mừng các bạn đang xem kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Quán đây mà em mở được bao lâu rồi? Mở cũng cái này chắc cũng lâu rồi đó, tại vì em cũng mới làm đây à. Dạ. Em làm được 9 tháng 10 ngày chưa? Chưa. Chưa. Làm được chưa? 9 tháng 10 ngày chưa? Trời ơi. Ồ, chỗ này đẹp quá. Dạ. Ở trong công việc. Ở đây đa số là khách Việt hay khách nước ngoài? Nước ngoài cũng có. Châu Âu, châu Á cũng có. Khách Việt thì họ cũng xuống cho ăn trưa là chưa. Còn anh hả? Việt Nam, Việt Cộng, ba anh Việt Cộng. Thôi được có Việt Cộng mà, Việt Nam thôi. Cái này mà không có thì nó mới. Cái này là cái gì đấy em? Tảo biển, trong tảo biển. Tảo biển, đó. Tảo bè. Em cứ đi thẳng xuống rồi. Rồi, cảm ơn em nhé. Đây là gì nhỉ? Sơn Hải Quán à? Dạ, dạ. Sơn Hải Quán nha quý vị. Đây, cái mô hình này là mình đi bè ra ngoài này chơi này. Cái đoạn đường đi xuống thì cũng nói chung nó cũng chẩn ai lắm, đi cũng sóc lắm. Đường đất nữa. Thỉnh thoảng thì có những cái chỗ cho mình check-in chụp hình này. Hôm nay là nhờ một em ở đây là cũng là dân bản xứ bản địa thì dẫn mình đi, mình mới biết cái chỗ này. Nó còn cảnh nó rất là tự nhiên. Đây mình sẽ quay ngược cái camera lại. Đây quý vị nhìn này. Đi thì người ta có lót cái ván gỗ này, đóng đinh. Cũng rất chắc chắn mà hai bên thì không có tay vịn. Đi ra ngoài này các bạn nhìn này. Chỉ kia các cái tàu bè đánh bắt cá. Em có hay ra đây không? Dạ cũng không ạ. Mà ra lần đầu hay sao? Dạ
À, có ra vài lần rồi. Anh lần đầu tiên anh ra chỗ này. Đây có những cái thang, cái mấy cái này như là cái gỗ, cái cây đước ấy. Đây các quán này quý vị này. Còn bên này nữa thì đây cũng có các cái chòi này. Nãy là xe chở khách du lịch họ cũng chở vô đây này. Em ở đây có cho thả lưới không? À. Con cá này cá gì đấy em? Cá cơm mà hay cá? Không phải đây, cá là cá suốt. Cá suốt, cá đó để làm gì ta? Cái đó là sầu đó. Cá suốt chiên sầu. Ở đây nó nát rồi, nó giống nhiều. Ờ. Còn cái cột này, cái con gì nó bám vào, con hào hay con gì ấy ta? Con hào đấy, con hào nó bám vào cái cột này. Đây các bạn ơi, mình sẽ gắn cái gimbal mình quay cho các bạn coi nhé. Các bạn nhìn này, cá này. Quá trời luôn này. Này đã chưa? Đây mấy cái người nước ngoài thì họ lại thích cái kiểu ra những cái làng chài này, những cái quán ở ngoài biển. Đây ra ngoài này thì có một cái chỗ để chụp hình này. Sơn Hải Quán. Đây có cái võng nhé. Rồi mình ra đây mình nằm, nằm cái võng này chụp hình. Đây quý vị nhìn này, cái chữ Sơn Hải Quán này. Đó. Đi ra, ra tới ngoài này thì họ có làm một cái cây cầu này cho mình chụp. Cái kiểu này là chụp ở trên vô cực á. Này, mình đứng lên trên này. Đấy, sơn cái màu xanh nước biển này. Đây mình leo lên cái này. Leo lên đây chụp hình. Ồ, người ta đóng cũng chắc chắn lắm nha quý vị. Đó. Leo lên tận trên này. Đó, ngồi lên trên này. Ngồi lên trên này chụp hình, thấy không? Giữa biển khơi luôn. Đó rồi em. Rồi đi xuống. Đó chỗ này thì leo lên chụp hình cũng rất là đẹp này. Đi ra đây thì hơi khó khăn một chút. Đi ra đây thì đường vào người ta đang làm phía này. À xin lỗi, ngoài cái khu này thì người ta cũng trồng được một ít rau dấp cá này, cây hoa đu đủ này. Và cái này nếu mà tưới là phải tưới bằng nước ngọt nhé. Những cái cây kiểng này. Hello, xin chào. Cá kìa, ta để trong những cái lưới này. Kia là các cái để ra hỏi mấy cô. Cá này.
to quá. Này các bạn nhìn này, đây chưa, đấy nó ra nó tưởng cho nó ăn đấy. To chưa. Ở đây là con gì đây ta, cá nhỏ hơn ở đây, cá nữa này. Chị ấy, con cá này kêu cá gì ấy chị? Kêu bằng cá gì? Dạ, cá đó, cá bầu bầu. Bầu bầu. Bầu bầu. Rồi chị. Rồi, đây đi ra ngoài này còn một khu nữa nhá. Cái góc này cho các bạn chụp hình nữa này. À, có một cái ghế và có cái cây cô đơn. Cảnh đẹp mê hồn nhá. Nè, trời ơi cái view này nha các bạn ơi, đã quá. Rồi cá bống mú này. Đây cá bống mú này. Này góc này chụp hình thì thôi rồi. Quý vị thấy đẹp chưa? Đó, có cái ghế này. Mình ngồi đây mình chụp hình. Đó. Cũng có một cái cây hoa. Xung quanh này thì rất là nhiều cái nhà bè. Rồi. Ai muốn chụp hình đứng ở cái mũi này nữa này. Đây, có mấy anh khách Tây này. Đây mình có thể này, chụp hình này. Cái ghế có một cái cây này nhá các bạn. Cái cây này như là cái cây cây cô đơn. Đó, khách cũng. Đây dưới này thì họ cũng trồng những cái cỏ với cái mùn vào để cho nó đỡ đất, nó đỡ bị khô. Với cái này sử dụng nước mưa. Nước mưa. Cái cây này ở biển nên lá nó dày. Đây, khách châu Âu. Đó. Dưới này là các cái cá. Dưới các cái khu lưới để cá. Wow, vào đây thì rất là mát nha các bạn. Bốn bề luôn. Chỗ nào cũng mát. Đây có áo phao. Đây có những cái đoàn khách khác. Người ta cũng đang vô trong này để nghỉ ngơi, để ăn uống. Cá thì rất nhiều. Muốn ăn con nào thì bắt con đó. Đó. Cái đường này các bạn này, thẳng băng luôn. À, xin chào quý vị và các bạn. À, hôm nay thì tới Phú Quốc gặp một người bạn này rất là dễ thương. À, chào em. Hôm nay thì mình tới đây gọi là gì em nhỉ? Đây Rạch Gẹm. Rạch Gẹm. Cái khu vực này như anh thấy là nó vẫn còn rất là hoang sơ đúng không em nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Mà như là khách bên nước ngoài đấy họ cũng rất là thích tới cái khu vực này. Nước ngoài người ta tới là người ta ở đây đầy hết trơn cho mặt biển này luôn. Thì cảm ơn em vì cũng nhờ em, nói chung là thổ dân đây mới biết, chứ bọn anh đi thì thường cứ tới mấy cái khu nghỉ dưỡng mà nó nói chung là nó người ta làm nó nhân tạo bàn tay con người nhiều. Nhưng mà tới đây nếu mà ai muốn thích cái cảnh mà dạng này gọi là
giống như đồng gì mộc mạc mà chân chất đúng của dân miền biển ấy là cái này đúng không em? Đúng rồi. Đây cái tắm biển ăn trên bè này rồi đi câu cá. Còn bên đối diện đó là Campuchia đó. Rồi cảm ơn em sẽ đi một vòng nhá, lát gì không biết sẽ hỏi. Đó, nhờ em ấy hướng dẫn nên là mới biết được cái khu vực này. Thì em là một cũng là con của một người bạn của cô. Nên là em biết ở em là dân gốc Phú Quốc nên là em biết rất là nhiều những cái địa điểm mà ít khách du lịch tới. Này quý vị nhìn này, thường là ở đây là mỗi một nhà bè, cái này không biết gọi là gì ta, cái này chắc để mình hỏi thử cái cậu anh này xem, cái này gọi là nhà nổi, cái này gọi nhà nổi chứ không phải nhà bè. Anh ấy cho em hỏi thăm, đây thì người ta gọi là nhà nổi hay là nhà bè anh? Thường thường người ta gọi nhà nổi. Nhà nổi. Nhưng mà bè là nó phải có cái gì xong nó nổi lên đúng không? Cái đó thì nổi còn là nhà bè. Ủa đây là nổi hay bè? Bè. Bè. Anh có những cái cây gỗ này là gỗ gì đấy anh? Mấy cái gỗ rừng chứ không đó anh. Gỗ rừng mà cái này mình chôn xuống nó không bị mục à? Nó mấy thằng gỗ này thì nó xài hút mục lắm. Và lấy gỗ của lỗ tốt á. Vâng. Xong em thấy còn con hàu nó còn bám vô đây nữa. Gỗ này không biết gỗ gì các bạn mà nó chắc lắm. Đó. Có chủ. Chủ biết. Chủ biết. Chủ đành là chủ đang ở trong kia chẳng biết à. Vâng vâng. Rồi em đi quay một vòng xong rồi em hỏi thăm bà chủ. Chủ đang ở trong nhà mẹ trong á. Dạ. Em cảm ơn anh. Đây chúng ta sẽ đi thăm một vài những cái nhà bè khác nhau nhé. Đây cái lối đi vào quý vị nhìn cũng rất là thơ con bà mộng nhé. Đó, có cái cầu này, lối đi này. Ai mà thích du lịch trải nghiệm, khám phá cái kiểu đồng quê đó thì mình... Rồi cái làng chài tự nhiên ấy, thì mình đi cái kiểu này. Còn ai mà thích cái kiểu sang trọng, kiểu khách sạn 5 sao rồi resort ấy, thì mình đi giống như trong clip hôm qua Tuấn Dương quay cái khu mũi gì nhỉ? Mũi ông. Chỗ Premier Village. Họ có làm hai con ngựa rồi đèn các thứ xài năng lượng mặt trời. Ở phía bên ngoài này người ta nói là cái tảo biển nó rớt xuống, nó chết, nó trôi vào trong thì người ta sẽ vớt cái tảo biển lên. Ai điện em nhỉ? Đây coi các bác ấy đang sơn lại cái đáy tàu. Cái này có vẻ con hàu nó bám vào xong bây giờ mình gỡ ra ấy, xong mình sơn à? Ồ. Đấy là những con hàu nó bám ấy. Bằng con hàu. Ôi trời. Nó bám này vào thì nó làm hư cái ấy của mình hay sao? Không hư, kiểu như làm cho mình nặng cái ghe vỏ mình chạy không đi. Nó không có lướt á? Không lướt sóng, nó không lướt cái nước được. Vâng, nó cản nước không? Ủa nhưng mà vậy là con hàu nó tiết ra cái dịch gì xong để nó bám vào đúng không? Nó như là đá hay gì? Cái này làm như cái tế bào của cái này như là cái nước á. Cái nước dãi của nó đúng không? Xong nước. Nó thành ấy để nó bám dính chắc vào luôn. Nó chỉ là nó sống làm như kiểu mình làm mới thì không có, nhưng thời gian sau mới có. Vâng. Là cái nước đó, nó có sống theo cái nguồn nước mình á. Rồi từng cái miếng này quý vị nhìn này.
Ôi cứng lắm. Anh cái khúc này biển này gọi là gì đấy? Rạch vẹm. Rạch vẹm. Đem lên mũi Hàm Rồng. Mũi Hàm Rồng là lên trên kia. Còn cái núi mà cao tới từ đụng mây xe trắng trắng ha. Vâng. Đó là núi Tà Lơn. Núi Tà Lơn. Còn cái dãy núi đó là Công Nghiên. Campuchia đấy á? Campuchia. Ừ. Vậy mình đi sang bên kia là bên Campuchia luôn. Campuchia luôn. Ồ. Sang đó có bị họ bắt không? Không, mình đi xin phép đây đi chứ. Là phải xin phép ở đâu anh? Đồn dưới kia. À, có đồn biên phòng dưới đó. Xin giấy đi, xin giấy, giấy rồi ông có điện bản báo rồi. Ở đây lắc có bao nhiêu người qua đó. À, qua chơi được trong ngày không về được? Không, không có mình ở chơi cũng được. À. Đi thông quan là bình thường hết. Nhưng bên đấy thì nó có gì đặc sắc không anh? Hay cũng giống như mình thôi? Ờ, bển nó cũng như mình thôi mà nó thô sơ mình. Giờ mà Trung Quốc ở nhiều hơn Miên rồi. À. Giờ Trung Quốc lấy hết. Vâng. Ở bên đó giờ Trung Quốc có đang đào cái kinh mà nó coi trên đấy đó. Kênh Phù Nam á? Ờ, đúng rồi. Ôi nhưng mà ở đây có nhìn thấy không? Không có, đừng thấy mà bển. Ờ. Đang đào. Đang đào kênh Phù Nam. Ủa nếu mà nó đào cái kênh Phù Nam đấy thì ở đây mình ảnh hưởng gì không anh? Mình đang ảnh hưởng đâu. À. À, nó đào đó là nó cắt cái nguồn nước ở bên đồng bằng sông Cửu Long mình á, chứ vâng. Đào miền Tây á, vâng. Là nó không cho cái nguồn nước gì đó, mình đâu có nó đâu có nước ngọt gì đó đâu, mình đâu à. Trồng được cái qua màu được rồi đâu, vâng. Mình nó làm gì là sẽ ảnh hưởng kinh tế mình, nước, bị nước mặn nhiễm mình đó. Đúng rồi. Nó cắt cái đường nước mình. Anh cho em hỏi thăm cái khu này thì cái mùa nào là đông khách thưa anh? Mùa này á? Mùa này đây sắp Tết, tới đó Tết luôn. Vâng. Rồi em cảm ơn, em đi vòng vòng một xíu. Đi lên kia đẹp lắm. Lên trên kia mới đẹp á? Ừ, lên kia đẹp lắm. Bánh sao biển đồ có ghế, có dù đồ đẹp. Đi xa không anh? Xa có đêm đi xuống bè nè, ngồi đó vỏ nó chờ một vỏ nó chở cái khách lên đó đó. À. Cảnh có ghế, có dù, có cầu, có đồ, nó cảnh đẹp lắm. Vâng. Đây này, khu kia thì cũng có. À kia là người ta chở khách đi đấy đúng không anh? À. Đây chở đi tham quan là tính theo chuyến hay lượt như nào anh? Người. Một người là nhiêu tiền? Cả đi cả về ấy anh. 250 đó, anh em dạ dạ. Rồi em cảm ơn. Vâng vâng. Đây là tổ 5 ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang nhé. Thì một cái vé đi ra đảo chắc là lát xíu mình cũng sẽ mua cái vé để mình đi ra đảo. Ra đảo là tắm rồi, ngắm san hô rồi này nọ. Đây là rau muống biển này các bạn này. Rau muống biển tím ngắt luôn. Ồ, cái cát này nó lún này. Đây chắc là ranh giới giữa hai nhà đây này. Đây ranh giới. Cát này không có biết bị lún không á. À đây, xuống đây. Xe hơi cũng đậu dưới này các bạn này. Kia kìa, người ta đi thuyền. Đi cano ra ngoài đấy. Họ chở khách đi. Đây gọi là nhà hàng hải sản, con sao quán, câu cá, lặn ngắm san hô, dịch vụ thuê mô tô nước 500.000 10 phút, câu cá lặn ngắm san hô sau biển tham quan bãi Hàm Rồng. Đó.
Đây cái lối đi thôi. Bên này có vẻ là nhà hàng. Còn sau quán thì nhà bè, đây họ gọi là nhà bè nhé. Nhà bè, con sau quán dùng. À, chỗ này treo mấy cái vỏ ốc này, cũng dễ thương á. Rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoài này. Đây, mọi người tắm thì chỗ này thì nước không trong lắm. Đây người ta, mình thấy người ta cũng mặc áo phao này. Đây có cái hình trái tim. À, từ đây họ sẽ chở khách đi ra tham quan các đảo cắm san hô. Đây hình như khu này là có những cái chòi cho mình nằm mình. À, chỗ này là cái bàn để ngồi rồi võng này. Cũng có rèm riếc á. Cùng một lúc nha các bạn, chỗ này cũng có thể phục vụ được hàng trăm khách. Và các cái lưới này họ đều để cá ở dưới này, thả cá. Mình ăn con nào thì bắt cái con đó lên. Bên phải này là cái bếp. Dạ, xin chào anh. Đây, chuẩn bị chở khách ra này. Dũng ơi, chạy xếp xếp lên đưa cho khách của chú ba nha. Đó, chú ba có hai lượt, ta có hai lượt đó. Đây, một bạn hướng dẫn viên với bốn bạn khách. Rồi, hello, xin chào. Xin chào. Thấy mọi người sẽ đi từ đây đi ra tiếp đó, chạy trên cái vỏ máy. Đây này, đã trồng mấy cái cây, các bạn nhìn cây cỏ các thứ cho mình chụp hình. Và đây tiếp nhé. Cái dạ xin chào. Du lịch kiểu này đó là mình sẽ quay cái phía bên ngoài, sau đó mình sẽ vào hỏi thăm các anh chị này. Theo như người bạn của mình nói là dân nhà hàng này là con sao quán đấy. Câu cá, lặn ngắm san hô sau biển, tham quan bãi Hàm Rồng. Ở ra ngoài này các bạn nhìn thì có một cái góc rất là chill này, chụp hình này, ngồi cái ghế kia, hoặc là đi lên cái cổng trời kiểu cánh cửa mở ra ngoài biển. Rồi bên phải có hình trái tim nữa. Ra ngoài kia là những cái nhà bè mà nó nổi ở trên mặt nước. Bên kia, qua bên kia là bên Campuchia, theo như các anh ấy hướng dẫn thế. Trên này thì mái người ta lợp bằng tôn, cũng khá là chắc chắn.
bãi này thì còn rất là hoang sơ tự nhiên. Hồi kỳ mình đi sang Indonesia cũng cái kiểu như thế này này. Hỏi đi một lúc mà toát mồ hôi. Ở trên mái này người ta làm các cái tấm pin bằng năng lượng mặt trời này. Đây hình như chiếc tàu này chuẩn bị đi về này. Đây mình sẽ nán lại một chút nhé. Còn ngoài này các bạn mình có thể đứng ở đây, mình đứng vịn cái ban công này, uống cà phê, ngắm bình minh hay hoàng hôn gì thì chỗ này đều được. Rồi có cái võng này mình nằm. Đây xung quanh này là những cái khu như nhà vệ sinh gì đó là ở trong này. Đây, tàu sắp vào. Đây nước thì phải mang nước ngọt từ phía bên trong ra. Đó. Ai ăn cá kia các thứ thì ở dưới này này. Đây hình như cái tàu này cập bến này. Tàu này đây. Nó sẽ cập bến. Đó. Có cả những cái chỗ cho mình ngủ, những cái võng. Có quý vị có thích cái kiểu đi chơi tham quan du lịch như này thì hãy comment ở dưới phần bình luận nhé. Hải sản đây thì chắc chắn là sẽ rất là tươi ngon. Cá Tuấn Dương thấy người ta thả ở dưới. Thả dưới biển. Mình ăn con nào thì người ta mới vớt lên cho mình. Cái này nhìn trông này thôi nhưng mà đầu tư cũng nặng tiền phết ấy. Bắc các cái cầu. Bắc các cái cầu này rồi dẫn nước ngọt từ ngoài vào, dẫn điện vào. Các bạn thấy là đường ống nước này, internet, truyền hình cáp gì đấy là dẫn từ ngoài đất liền ra các cái chòi đó. Tới đây thì có cái chữ là hẹn gặp lại, mấy cái ghế xích đu. Wow, ở đây đất cũng tốt quá, có mấy cây đu đủ bự. Nè các bạn nhìn này, mấy cây đu đủ này. Ôi trời ơi, trái nào trái nấy ú nù luôn. Rồi các cái ghế. Cái khu này thì có chỗ cho các bác tài xế chở khách tới thì nằm nghỉ. Ở này xe điện, xe VinFast cũng rất nhiều. Wow,
có những anh giao hàng, giao hàng tiết kiệm vô giao tận đây luôn. Thấy chưa? Ở đây mấy chị chở xăng dầu. Mấy can này là dầu với xăng là gì? À, dầu để chạy máy. Em cảm ơn chị. Đây những... Dạ. Vâng, mấy đoàn này là khách của Hàn Quốc. Mùa nào thì ở đây đông thưa chị? Tháng sau ạ, dạ. Vâng. Cái đường vào bây giờ ở đây nó lầy quá nhỉ? Đường mưa. Ờ. Rồi nghe nói chừng nào họ làm cái đó gì? Cái đường này hả? Vâng. Mưa người ta đổ. Dạ, em cảm ơn chị. Dân ở khu này có đông không chị? Không đông gì đâu. Em cảm ơn. Đây, chỗ bãi đậu xe này. À, anh bạn mình nói thì mấy cái người Tây ấy, họ thích cái kiểu khám phá, trải nghiệm và đi dạng như là du lịch bụi như thế này. Điện thoại, số điện thoại anh Cường, anh Hoàng. Đấy. Lâu lâu thì thấy một người đi. Đây, hồi nãy thì mình dừng ở đây là quán bè Sơn Hải Quán, phục vụ hải sản, món ăn tươi sống, nhận chở khách đi tham quan sau biển, tổ chức tour cắm trại ra ngoại. Đó, anh chờ đấy. Cấm lôi kéo bắt khách tại bãi xe của Sơn Hải Quán. À, người đẹp ấy, nếu mà đi mua vé đi cái gì đấy ra ngoài mũi Hàm Rồng đấy gì, dạ, thì là như nào, mua ở đâu? Mua dạ, cái đó nói chuyện với con bé ở bãi anh. À, còn mấy em là nhân viên dưới quán. À, nhân viên quán, còn đây đúng không, của áo xanh đúng không? Anh cảm ơn. Đây không. Giá cả phải chăng? Lát mà đi ra vé ra cano ra đi tham quan ngoài kia là nhiêu em? À, vé đi cano thì 250 một người á. Ừ. Dạ. Tại vì tụi em tính theo đồng người. Ừ. Dạ. Nếu mà gia đình mình đi đông á, giờ gia đình mình đã có ăn ở đó luôn. Ừ. Có thể là chị chủ sẽ lấy cái giá sẽ rẻ hơn đúng không? Dạ đúng. Ừ, rồi. Mình có đặt ăn trưa rồi. Ừ, ừ, ừ. Dạ dạ. Đấy, nếu mà có đi á thì em điện cho chị chủ đó là muốn bút con thuyền qua bãi Hàm Rồng. Ờ, để anh hỏi xăm xem mọi người trong đoàn như thế nào. Dạ vâng ạ. Ờ. Đi thì bao lâu có một chuyến? Dạ, cái này là mình khách muốn đi là tụi em đây chở vòng tham quan rồi bọn anh muốn tắm tiếc ở đấy xong mới quay về là được đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì muốn đi trên đó thì cái này là thời gian bên em là không giới hạn, muốn ở bao lâu cũng được hết trơn. Dạ. Coi là mình cứ ăn uống ở đây thì ra đó chơi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Chỉ có ngắm sao biển rồi tắm biển rồi kiểu như. Sao biển là có phải lặn sâu xuống không hay là? Không, nó nằm ở gần bờ. À, nó nằm gần bờ luôn. À. Ok, để anh hỏi thăm các cái. Dạ. Cái số điện thoại của em là em cho anh đi. Để. Em đọc số. 076. Wow. 076 rồi. Rồi mình lưu là Sơn Hải Quán nha. Dạ. Em tên gì em? Dạ, ờ, anh cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em.
đây sóng wifi có ra tới nơi không? Dạ. Hay xài 4G hết? Dạ, em, ở đây thì em xài 4G, dưới bè thì em xài wifi. Anh cảm ơn. Sơn Hải Quán. Cái pad wifi là gì em biết không? Pad ở đây hả? Ừ. Ở đây thì chắc không kết nối được. Ừ. Thôi để anh vô trong, anh cảm ơn nhé. Dạ. Em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Tâm. Tâm. Dạ. Đây, quán bè. Đó. Rồi, thôi chúng ta sẽ đi ra bây giờ để xem đoàn sẽ muốn ăn uống cái gì. Ngoài đây, ra đây thì còn một cái tour nữa. Mình sẽ mua vé cano mình đi. Nếu như mà là khách có ăn uống thì có thể sẽ có giá ưu đãi hơn. Còn nếu mà không ăn uống thì cái vé cano đi ra ngoài đó là 250 ngàn, cỡ là 10 đô la cho một 10 đô la cho một người. Thời gian các thứ thì cũng không có giới hạn. Nhưng mà mình thấy nước ở đây, cái khu này ấy, thì nó không trong và không xanh bằng ở bãi khem với lại mũi ông đội. Đó, hồi nãy cái mũi gì nó nói quên. Mũi ông đội mà hồi nãy nói lộn, không nhớ. Đấy, về tiềm năng du lịch thì các bạn thấy là rất là tuyệt vời. Thấy là cái menu của họ này, Coca 15 ngàn, nước dừa 25 ngàn là khoảng 1 đô la nhé. Nước ngọt Pepsi khoảng 15 ngàn, nước mát, tức là nước suối này 10 ngàn này. Rồi mực thì 550 ngàn một ký, ghẹ 650 ngàn một ký. Cá mú thì 700, cá chẻm, cá hồng kỳ, tôm, cá trích là 200 ngàn một ký, còi biên mai 700 ngàn, tôm tích là 700 ngàn một ký, ốc nhảy, sò tộ, ốc vòi voi 1 triệu một ký, ốc hương là cũng 1 triệu một ký nhé. Rồi có bán cả đồ uống này. Có con nhum nướng mỡ hành 30 ngàn một con, sò mai, sò quạt, ăn hàu, ốc hương hấp xả, ốc vôi xào củ hành, ốc vôi luộc, ốc hương rang me, sò hấp tộ ghẹ rang me, cá bớp, rồi cá bè, cánh gà nướng muối ớt, cá mú chanh, lẩu cá mú, cánh gà chiên nước mắm. Nói chung giá này cũng đơn giản, bình dân thôi. Cơm chiên tỏi 50 ngàn, cơm ghẹ, cơm xào hải sản, mì hải sản, mực hấp gừng, mực chiên nước mắm, một số cái thì theo thời giá. Tôm tích luộc từ 700 ngàn một ký, tôm tích cháy tỏi, tôm tái chanh, khoai tây chiên, cũng khá nhiều món nha quý vị. Giá này thì cũng nói chung ở ngoài biển thì cũng bình dân thôi. Ví dụ rau xào này 50 ngàn một dĩa cũng rẻ nhé. Cái này là giá như này thì không có mắc nha quý vị. Đầu đuôi nấu canh chua, còn cái phần giữa bọt nước, bọt kho với lại bọt kho với lại ít muối chiên, kho chiên với nấu canh chua. Vâng. Thêm dĩa cơm chiên hải sản, rồi cơm chiên cá mặn. Vâng. Chị ở dưới cá bớp mình con được khoảng mấy ký chị? Cái này ai xong bây giờ nếu mà bìa cá nào ngon? Bây giờ gia đình mình ăn vậy là chị tư vấn là ăn một rồi con đó. Ừ. Để mà cá này đúng. Để tư vấn một mặn. Đâu còn nào? Cá hồng bạc nè anh. Hồng bạc á? Dạ, cá hồng bạc.
bạc đúng rồi, hồng bạc. Ừ. Đó, ăn nó là ngon nhất trong các loại cá. Tính rồi. Hồng bạc này có anh có ăn wasabi không là ngon nữa đó. Ừ, thôi, hôm nay khỏi wasabi. Wasabi là biết ăn nhưng mà. Kho nè, cá chua nè, chiên nè là ok. Nó là ngon nhất trong các loại cá. Như cá này là nhiêu tiền một ký chị? Dạ, cá hồng bạc là 600, vâng. Rẻ hơn cá này nhưng mà okay. Này ăn ngon hơn đúng không? Tại cá này là cá ăn của wasabi ở nhà thành ra giá nó sẽ dạ dạ. Rồi chị bắt đi. Dạ rồi, để em cho người thả lưới, để bắt cá này phải thả lưới. Thả lưới là sao? Em thả lưới để em thả câu coi đúng có dính nó thì đấy, không dính nó thì em phải câu thả đi, lưới. Câu đi. Để em mới lấy đồ. Đây anh ấy sẽ hướng dẫn cái cách câu luôn này. Anh chỉ em coi, em chưa biết luôn nhá. Nhảy xuống luôn đi. Vâng. Đây anh ấy sẽ hướng dẫn thế là cái mồi câu là một miếng thịt anh cá. À một miếng cá. Rồi anh làm từ từ đâu à, quăng xuống à, quăng xuống là nó ăn à, nó đói cái nó ăn liền à. À. Cái cầu dao á. Có cá chưa? Ôi nó ăn mất rồi. Ôi mất cả lưỡi câu luôn á. Cho cái nón to này mà đội này. À, mất tiêu cả cái lưỡi. Đây đây đây, đội đi. Đội đi, đội đi. Đây bây giờ anh ấy sẽ câu nhá. Anh ấy sẽ gắn cái lưỡi câu vô. Đó. Sau đó rồi thả xuống đây để câu con cá này. Bên đó này nó chưa có ăn này, bên này các bạn nhìn cá này thích không? Đó. Còn bên này thì cá nó chưa ăn. Đấy, các bạn nhìn cá thích không? Thì anh ấy thay cái mồi cá khác nhỉ? À thay bằng con mực. Ồ, con cá đấy nó ăn cá bằng cá không cá được kiếm. À. Nó nó biết thì nó không dám ăn. Lần trời bỏ mồi xuống là mấy chục tiếng ăn hết rồi. Không ăn mồi luôn nữa.
nó nhìn thấy đi chứ đúng không? Nhóm bắt thì nhiều dữ không? Nhìn thấy kia là nhìn. Ở chắc có dùng lưới rồi. Đây. À, nó hành tới nữa rồi. Trời ơi, trời gì mà nấu cuộc ăn nữa. Ủa, thả lưới là bắt làm sao chị? À, không nhảy xuống bắt luôn con cá đấy. Đây giờ sẽ kéo lưới nhá, giờ nãy câu hai ba loại cá nó không chịu ăn. Kéo lưới ở sông thì mình cũng coi rồi nhá, nhưng mà kéo lưới ở biển thì chưa có biết. Wow, ôi trời. Đây anh ấy đang thả lưới xuống để bắt con cá. Đây, các bác ấy miền biển các bác ấy rất là rành đánh bắt. Được, chết được. Có mà ít đường thôi ạ. Đừng ít đường thôi. Dạ. Về. Đó dính rồi đó. Ồ. Trời lẹ chưa. Bự chưa các bạn này. Ui. Hèn chi mà không. Cái này nó là nó sống nước mặn đúng không chị? Sống dạ, biển. Cá này sống nước mặn mình luôn. Oh. Nè con cá này nó hơn 3 năm rồi đó anh. Vâng. Lâu lớn lắm. Thành ra nó chắc thịt nó ngon hơn người ta.
Đập đi không có nó nhảy xuống dưới. Chiên tươi á? Nãy em kêu muối chiên mà giờ để hỏi anh kỹ là có muối chiên hay là chiên tươi à? Chiên tươi là không có muối. Chiên tươi là không có muối. Ừ, chiên tươi cũng được. Dạ. Chiên tươi con ơi. À, sao? Ồ. Chị để chút xí đi. Wow, con này đúng 3 kg này. 3 kg mốt rồi, ok. 3 kg, rồi. Em lấy thêm 3 kg này. Vâng. Làm cái gì vậy? À, canh chua, chiên tươi, kho. Đầu thì là đầu là nấu canh chua, đầu đuôi nấu canh chua, chiên với kho. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, đó, cá tươi chưa? Nhìn cá này, ấy, bơi theo đàn luôn. Ở bên này, ui trời. Vâng, vâng. Tôi khóa rồi. Con xem có vâng, vâng. Bay nón đúng không? Hay hay con quay đưa lên mẹ, con đội mũ mẹ. Không, không được con. Đội mũ mẹ này xong rồi. Được rồi. Giữ nón đấy, không bay đi nhá. Bố bảo thế. Giữ. Dạ rồi. Không, bay nón, bay nón. Đó, cái nón này chặt lắm. Chặt lắm. Trời ơi, quay phim cái. Từ ngồi vào giữa này. Thank you.
rồi các bạn kìa. Các bạn nhìn kìa, họ ngồi trên cái võng kìa, nằm trên cái võng kìa. Wow. Đó, họ nằm trên cái võng. Đây, ngồi đây này, ngồi trên đu này. Hello, xin chào. Bên ra ngoài này thì cái bãi tắm có vẻ nó đẹp hơn nhé. Sau khi ngồi chơi rồi chơi mấy cái trò chơi ở đây này, mấy cái võng, mấy cái ngồi trên mấy cây gỗ, rồi bắt sao biển, rồi lặn ngắm sao biển, thì thấy trời bắt đầu có mây giông, vậy là tụi mình sẽ đi vào trong đất liền. Theo như nhiều người dân nói là cứ thấy mưa giông ở trên biển ấy thì nên chạy, bởi vì chỉ một lát nữa thôi thì mưa sẽ rất là lớn, và cũng đúng là như vậy. Khi mà vào đến bờ thì cơn mưa bắt đầu ập tới và tụi mình lên xe để về. Thì cái quãng đường ở đây ấy, khi mà đi vào ấy, là nó rất là lầy lội. Tuy nhiên thì khách nước ngoài họ lại thích trải nghiệm ở đây, bởi vì nó còn hoang sơ. Và đây cũng là một cái kỷ niệm rất là vui, đáng để trải nghiệm. Nếu mà quý cô chú anh chị có muốn tới đây thì hãy coi kỹ cái địa chỉ và số điện thoại có trong video clip. Bây giờ thì Tuấn Dương sẽ đi vào trong đất liền và sau đó thì sẽ về Phú Quốc, về trung tâm Phú Quốc ăn tối, rồi sẽ lên máy bay để quay trở lại Sài Gòn. Thì cái cảm nhận của mình đó là lần này thì Phú Quốc khá là vắng khách quý vị ạ. Quý vị có cái ý kiến gì thì hãy để lại comment ở phần bình luận nhé. Thưa cô ba anh chị, đây là ga đi trong nước. Bây giờ mình tới cảng hàng không Phú Quốc rồi. Thì giờ sẽ làm thủ tục để đi Hà Nội, đi Sài Gòn. Đây, chuyến này này, VN 19:50 là đang làm thủ tục. Thưa các cô bác anh chị, mình đang có mặt ở ga Phú Quốc. Thì tối nay mình sẽ khởi hành để về Sài Gòn. Và tại cái thời điểm này thì quý cô chú anh chị có thể thấy là cũng khá vắng. Các cái hàng ghế này, hồi nãy thì mình có đi vô nhưng mà
thấy cũng rất là vắng luôn. Đây, quý vị có thể thấy đây là những cái cửa hàng bán đồ lưu niệm này. Ở cái khu này là cửa số 4 này. Và cái chuyến của mình đó là đi lúc 19:50. Thì đây cửa số 3. Nhưng mà lúc này thì chưa thấy gì cả. Đấy, còn cái hướng này các bạn nhìn này, đây cũng không thấy, thấy rất là vắng nhé. Đây sẽ thử đi vô trong toilet xem ở đây có sạch sẽ như thế nào. À, từ đây thì các cái đèn nó xài cảm ứng. Đây thì có mấy cái buồng tiểu. Buồng tiểu thì cũng khá là sạch sẽ nha quý vị. Ở dưới thì họ có để những cái sáp thơm. Nhìn cũng rất là sạch sẽ nhé. Ở đây thì có một cái máy uống nước này, nhưng mà họ xin lỗi là máy này đang bảo trì nên là chúng ta chưa có thể lấy nước ở đây được. Cô ba anh chị thấy là cũng khá là vắng. Thì Phú Quốc có cái đặc sản gì các bạn này? Họ có để bảng đặc sản là mực khô.